Em tự giải quyết được hả? Nếu mà giỏi như vậy á thì ngày hôm nay á không xảy ra chuyện rồi. Cái mẹ không làm lớn chuyện thì đã không sao rồi. Cái con bé này, mẹ làm như vậy á để bảo vệ em thôi. Chị. Ê Út, Út. Dạ. Có chuyện gì? Thằng Út kể hết mọi chuyện cho anh nghe rồi. Em đang mệt lắm, để mai nói chuyện sau được không? Đưa cái số điện thoại đây, anh liên hệ với nhóm người kia giải quyết cho. Chuyện của em để em tự giải quyết. Em tự giải quyết được hả? Nếu mà giỏi như vậy á thì ngày hôm nay á không xảy ra chuyện rồi. Cái mẹ không làm lớn chuyện thì đã không sao rồi. Cái con bé này, mẹ làm như vậy á để bảo vệ em thôi, không hiểu à? Vào trong đi, anh có chuyện muốn nói với em nè. Cái chuyện của em sao rồi? Bên công ty á họ còn nghi ngờ em không? Em đã nói chuyện của em để em tự lo rồi mà. Anh hỏi thì trả lời đi. Sao bữa nay anh hay lạ vậy? Em cứ tưởng anh sợ chuyện của mọi người trong cái nhà này làm ảnh hưởng tới anh chứ. Ủa con nhỏ này, anh con đang nói chuyện rất đàng hoàng với con, mà con trả lời với anh như vậy hả? Lúc đầu á, anh tưởng mọi chuyện đơn giản, cho nên để cho em tự xử lý. Nhưng mà người công ty của em á, dám tới nhà mình lục soát lung tung hết, không thể chấp nhận được đâu. Người ta có báo cho em trước khi tới chứ không phải tự ý đâu. À, cho dù em đồng ý á, thì họ cũng không được quyền, hiểu chưa? Chính quyền á muốn xuống lục soát nhà dân thì cũng phải có lệnh đàng hoàng. Ừ. Chứ không phải ai muốn làm gì thì làm đâu. Đúng rồi. Nè, bây giờ em viết cho anh một tờ đơn ha. Chúng ta sẽ kiện họ hai tội. Tội thứ nhất, dám vu khống cho em. Tội thứ hai là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.